Đầu tiên cho phép người vấn đề gửi đến tập quý vị lời chào và chúc sức khỏe cho chị Đạo. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay đã cùng nhau đến đây để cho một buổi đề đặc biệt như thế này cho những cảm giác so của chị Đạo Vân. Và có lẽ thì trước khi giải học đầu tiên thì phải chia sẻ cho dành tặng đến tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay và xin phép được chia sẻ một chút. Và đây là lần đầu tiên mà tôi đã đến với cả Đạo. Và khi mà lần đầu tiên mà được đón nhận quá nhiều tình cảm của quý vị cùng đến đây để ủng hộ cho nên là của chị của mình cũng như là một cho tất cả anh chị em nghệ sĩ hôm nay như này thì nó thực sự là một kỷ niệm rất là tuyệt vời với riêng bản thân tôi. Và có lẽ là tôi cũng xin phép được là người đầu tiên đại diện cho những nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành nhất đã cùng nhau đến đây trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn có lẽ là sẽ không để mất thời gian của quý vị nữa. Bài hát đầu tiên mà tôi xin phép được dành tặng đến cho quý vị trong một sáng tác của nghệ sĩ Tiến Linh đã mang tên Nơi Tình Yêu Bắt Đầu Ạ.
Chúng ta cảm ơn các bạn rất nhiều.